Xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ơi, mình hôm nay mình lên mình thấy có một cái bát tô này, đẹp quá mọi người. Mình cũng quay luôn cho mọi người xem. Đấy, đây này, mình sẽ quay chậm lại. Ở đây mình quay bên ngoài trước. Đây mọi người, nó ở sau nó có chuyện nhé, có chữ ký của nghệ nhân nhé mọi người nhé. Đây, mặt bên trong ở đây mọi người, cái bộ này là quá, cái bát này là quá đẹp luôn, toàn bộ xung quanh là có họa tiết tất. Đấy, đây là một cái, và đây một cái nữa nhỏ hơn. Đây, cái này thì nó nhỏ hơn một chút. Đây mọi người, mình quay chậm lại để cho ai mà muốn mua thì để xem kỹ được họa tiết của nó, toàn bộ vẽ tay đấy mọi người nhé. Đây, à cái này thì nó không có chuyện mọi người, cái này không có chuyện. Nhưng mà đây mọi người, họa tiết ở bên trong nó đây. Cái này là một sách tổ mà. Cái này là một cái, không phải là một sách tổ. Cái này riêng. Đấy. Bây giờ mình sẽ lấy thước và mình đo cho mọi người xem là cái này dài rộng bao nhiêu mọi người nhé. Đây cái bát tô to đây mọi người. Bát tô to thì mình... đây. Bát tô to thì nó ơi 25 cm nhé mọi người nhé, 25 cm. Chiều cao của nó, để mình đo chiều cao. Chiều cao của nó 11 mọi người nhé. Cái bát to chiều cao 11, bát bé này. Bát bé chiều cao 10 nhé mọi người nhé. Cái bát này chiều cao 10 này. Chiều bề ngang của nó là 22 mọi người nhé. Đấy. Mọi người ơi, ai mà muốn mua cái bát này thì cứ liên hệ với mình nhé. Thông tin mình để ở phần mô tả cho mọi người nhé. Mọi người cứ vào đấy đi, bấm vào Facebook hoặc Zalo hay là Viber gì xong rồi để liên hệ với mình sẽ mua cho các mọi người nhé mọi người nhé. Thôi mình xin chào mọi người nhé.